Mới đây trên trang cá nhân, Nguyễn Hồng Nhung gây bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh tình tứ cùng bạn trai danh nhân. Đây cũng là lần đầu tiên cô công khai người yêu với người hâm mộ để kỷ niệm một năm bên nhau. Có thể thấy nửa kia của giọng ca sao mai điểm hẹn có phong độ lịch lãm, ánh mắt nhìn nhau đầy hạnh phúc giữa cặp đôi khiến bạn bè và fan suýt xoa. Các ca sĩ Hàn Thái Tú, Thanh Thảo, Tóc Tiên, Phạm Khánh Hưng, Pha Lê, diễn viên Thủy Nga, Vượng Râu đều dành cho Nguyễn Hồng Nhung những lời chúc chân thành, chúc mừng đôi trẻ, hạnh phúc đồng đầy, chúc anh chị sẽ cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời này nhé, là một số bình luận của dân mạng. Nửa kia của giọng ca 8X là chủ của nhiều doanh nghiệp, lĩnh vực du lịch vận tại ở Việt Nam và Mỹ tên là Dominico Lê. Cả hai tìm hiểu được một năm và khi cảm nhận mối quan hệ này đã chắc chắn bền vững, cô quyết định thông báo đến với mọi người. Tôi luôn cảm ơn duyên phận đã đưa chúng tôi đến với nhau, cô nói. Bạn trai Nguyễn Hồng Nhung, 49 tuổi, lớn hơn người yêu 7 tuổi, cả hai quen biết khi anh nhờ người quen kết nối để mời cô làm đại diện thương hiệu. Giọng ca 42 tuổi, từ ngần ngại không tiến tới vì cho rằng cả hai có quá nhiều khác biệt, tuy nhiên sau đó sự chân thành của anh đã khiến người đẹp mở lòng. Nguyễn Hồng Nhung từng được biết đến là giọng ca truyền vọng của showbiz Việt khi lọt vào vòng chung kết sao mai điểm hẹn năm 2004 cùng với hai anh Tuấn, ca Sim Hoàng Vũ, Tùng Dương. Cô để lại dấu ấn trong lòng khán giả với vẻ đẹp, ca tính, chất giọng nội lực. Sau đó, cô bất ngờ vướng tin đồn ồn ào khi loạt ảnh nhạy cảm của mình xuất hiện tràn lan trên mạng, gây chấn động làng giải trí bấy giờ. Đây là cú sốc lớn đối với cô gái trẻ mới 22 tuổi. Chia sẻ trong chương trình Duyên Phận trên VTV, Nguyễn Hồng Nhung cho biết mình nhận nhiều tin nhắn dọa đánh, thậm chí là đặt bom và chặn đánh giữa đường. Nữ ca sĩ chia sẻ, họ đánh cả chuyên viên của đài truyền hình, tôi rất xấu hổ, tôi đã làm liên lụy đến mọi người, nên tâm trạng của tôi lúc đó không ổn định một xíu nào. Sau khi cuộc thi vừa kết thúc thì lập tức nó trở thành một scandal lớn, bùng nổ, nữ ca sĩ suy sụp từ bỏ showbiz để sang Mỹ định cư sau khi đến với xứ cờ hoa cô sống kín tiếng và dân quay trở lại sâu bít trong sự ủng hộ của bạn bè người hâm mộ hiện tại giọng ca tám x khá đắt sâu ở hải ngoại người đẹp trở nên cởi mở hơn cô sử dụng mạng xã hội đăng tải ảnh và giao lưu cùng mọi người tôi hiểu mình không thể chạy trốn quá khứ của mình được và chắc chắn sẽ phải đối mặt với nó mặc dù nhiều bạn bè người thân vẫn động viên tôi rằng chuyện cũ đã qua rồi đừng nhắc lại nữa nguyễn hồng nhung nói trong một lần chia sẻ với chúng tôi sau nhiều năm sống và làm việc ở Mỹ, nữ ca sĩ đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Cuối năm 2021, Nguyễn Hồng Nhung cùng với mẹ và hai con chuyển sang nhà mới ở khu Fountain Valley. Được biết, ngôi nhà sang trọng của nữ ca sĩ rộng hơn 200 mét vuông có giá lên tới 1,3 triệu đô, gần 30 tỷ đồng. Trong năm 2022, cô cũng tậu tiếp ngôi nhà thứ hai để thuận tiện cho những chuyến công tác. Nữ ca sĩ từng kết hôn với Quý Nguyễn, em trai của Trích Phương Trình, vợ cũ của nam ca sĩ Bằng Kiều. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không có kết thúc đẹp. Tiếp đó, cô cũng trải qua một lần giang dở với người chồng thứ hai. Vì vậy, khi Nguyễn Hồng Nhung công khai mối tình mới, nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng thay nữ ca sĩ.